Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động chương trình ý nghĩa thiết thực đã được cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 thực hiện. Qua đó đã làm bừng sáng tình yêu thương, sẻ chia giúp nhân dân vơi bớt căng thẳng, âu lo giữa những ngày đại dịch. Đà Nẵng, những ngày căng mình chống dịch. Một phiên chợ nghĩa tình được dựng lên. Những mặt hàng được bày tại chợ đều là sản phẩm tăng gia của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 và sự đóng góp của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên địa bàn. Không tiền, không giá cả, nơi đây chỉ có tình cảm được sẻ chia gửi đến những người đang gặp khó khăn mùa dịch bệnh. Cục chính trị chủ trì phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng và Hội doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên chợ nghĩa tình. Đây là một cái mô hình thể hiện cái tinh thần xung kích thiện nguyện của tuổi trẻ trong và ngoài lực lượng vũ trang trong việc thực hiện chủ trương an sinh xã hội. Qua đó để phát triển rộng cái mô hình này đến lực lượng vũ trang quân khu và toàn xã hội để góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian này đã có nhiều chương trình ý nghĩa được các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5 phát động triển khai. Những gian hàng không đồng, phiên chợ không đồng hay những chuyến xe nghĩa tình vẫn đều đặn lăn bánh, chở sự yêu thương, tình cảm người chiến sĩ đến bà con nhân dân. Quá trình thực hiện, các đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để các mặt hàng thiết yếu được phân phát đầy đủ, công bằng, đồng thời bảo đảm chặt chẽ các yêu cầu phòng dịch. Để đảm bảo cho cái việc an toàn phòng dịch, chúng tôi sẽ chuyển theo xe của phường, sau đó chúng tôi vào các cái đường chính, thì đó sẽ nhờ các cái chị phụ nữ mà ở trong khu cách ly cứng cùng với lại các ban công tác mặt trận chuyển hàng đó để vào trong các bà con ở trong cái đường việc cách ly cứng của hàng rào. Ban công tác mặt trận chi hội trưởng ở trong cái khu cách ly cứng đó thì sẽ mặc đồ bảo hộ và khi chuyển vào thì sẽ để từng nhà người dân mà đã có nhu cầu. Ngay sau khi được triển khai nhiệm vụ này, thời gian qua các đơn vị đã chủ động tăng gia sản xuất để vừa bảo đảm nhu cầu nhập bếp, vừa có nguồn nhu yếu phẩm tươi sạch, chất lượng trao tặng cho người dân. Bó rau, quả bầu, quả bí dù giá trị không lớn nhưng lại rất quý đối với từng bữa ăn của người dân trong thời điểm này. Qua đó đã thể hiện sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái và cũng là sự động viên để mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn trong đại dịch. Và khi được chỉ huy quán triệt về cái nhiệm vụ hôm nay thì tôi và các đồng chí đều thức dậy sớm để thu hoạch các sản phẩm của chúng tôi nhằm chia sẻ cho các người dân ở khu vực cách ly. Về tổ chức các phiên chợ không đồng thì tôi thấy rất là ý nghĩa và mang tính nhân văn, hỗ trợ một phần nào cho cái đời sống của người dân trong cái lúc khó khăn mà người dân không thể đi ra ngoài đi chợ được, thì cũng nó sẽ cung cấp nhu yếu phẩm được một phần nào trong cái bữa cơm hàng ngày của họ. Phường rất là cảm động và ghi nhận những tình cảm và cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Cho dù là những cái sản phẩm là của các cán bộ chiến sĩ của đơn vị tăng gia sản xuất để là phục vụ nhu cầu của đơn vị, nhưng mà các đồng chí vì tâm lòng đối với người dân vùng dịch thì chúng tôi rất là cảm kích. Những việc làm tình nghĩa, ấm lòng quân dân của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, góp phần chung tay cùng người dân vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.